Hoa Kỳ vừa hé lộ hình ảnh sát thủ tàng hình B-21 Rider. Không quân Hoa Kỳ ngày 6 tháng 7 năm 2021 đã công bố những hình ảnh phát họa mới của mẫu máy bay thả bom tàng hình B-21 hiện đang trong giai đoạn phát triển, cho thấy những chi tiết mới về dòng oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới của Hoa Kỳ. Một hình ảnh chân thực mới của B-21 Rider có hình dáng đẹp hơn so với B-2 Spirit cả hai máy bay thả bom B-21 Rider và B-2 Spirit đều do Nordrum Grumman chế tạo. Qua hình ảnh cho thấy máy bay thả bom tàng hình tầm xa, cất cánh từ căn cứ không quân Edwards thuộc California, nơi một ngày nào đó B-21 sẽ được thử nghiệm trước khi tham gia vào các hoạt động trên toàn thế giới. Có rất ít thông tin chi tiết về B-21 được công bố vì đây là dự án vũ khí tuyệt mật. B-21 Rider được đặt theo tên của Doolittle Riders, nhóm chiến đấu thuộc lực lượng không quân Mỹ, đã tiến hành cuộc không kích bất ngờ chống lại Nhật Bản vào ngày 18 tháng 4 năm 1942 trong Thế chiến thứ hai. Năm 2020, các nhà phát triển cho biết B-21 được kết hợp kỹ nghệ tàng hình thế hệ mới mà chưa một máy bay nào có được ở thời điểm hiện tại. Tính năng này có thể giúp cho máy bay Mỹ gây thiệt hại cho bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. Theo đó, dù B21 có thiết kế phần cánh như máy bay tiền nhiệm B1 và B2, nhưng B21 được trang bị lớp phủ chống radar kỹ nghệ cao. Thêm vào đó, B21 dường như có khoang rộng hơn, nhằm chứa vũ khí nhiên liệu bên trong cùng hệ thống phát hiện, ghi nhận và phản hồi để bảo đảm tính năng tàng hình hiệu quả. B-21 Rider có hình cánh giống như thiết kế của máy bay thả bom chiến lược B-2 Spirit, dòng anh tạc cơ tàng hình đáng gờm cho đến nay của Hoa Kỳ. Được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thông thường hay hạt nhân tầm xa và để hoạt động cho môi trường rủi ro cao trong tương lai. B-21 sẽ là một thành phần linh động trong bộ ba hạt nhân, thông báo của không quân Hoa Kỳ cho biết. Cấu trúc hệ thống mở kết hợp trên B-21 khiến cho anh tạc cơ này ứng phó hiệu quả với môi trường đe dọa, đang ngày càng phát triển. Thiết kế máy bay này nhằm bảo đảm Hoa Kỳ duy trì được ưu thế về sức mạnh không quân và câu trả lời của Mỹ đối với những mối đe dọa từ các đối thủ. Không quân Mỹ từng tuyên bố hình ảnh về máy bay thả bom B-21 vào tháng Giêng năm 2021 và tháng 2 năm 2016. Theo The Drive, không quân Mỹ từng có kế hoạch cho anh tạc cơ này bay lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2021, nhưng do đại dịch COVID-19 nên đã dời sang năm 2022. Một số nguồn tin cho hay B-21 có thể sẽ được trang bị hỏa tiễn tấn công tầm xa LRSO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm thay thế cho hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không ACLM. Đầu tháng 7 năm 2021, Mỹ thông báo chi 2 tỷ Mỹ Kim cho nhà thầu Raytheon nhằm phát triển hỏa tiễn tấn công tầm xa RLSO. Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay không quân Mỹ dự định sẽ mua 1.000 hỏa tiễn tấn công tầm xa LRSO để thay thế cho hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không ACLM sẽ về hưu năm 2030. B-21 Rider sẽ là một máy bay phục vụ cho các cuộc tấn công tầm xa, trong đó có cả nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát, tấn công điện tử, liên lạc và các nhiệm vụ khác. B21 có khả năng hạt nhân, được thiết kế để thực hiện các chiến dịch có người lái hoặc không người lái, không quân Mỹ cho biết. Không quân Hoa Kỳ có kế hoạch thay thế các máy bay thả bom B1 và B2 bằng hai phi đội máy bay B21 và B52 phiên bản được cải tiến. Việc thử nghiệm máy bay dự định sẽ mất vài năm. Trong nhiều năm chờ đợi thử nghiệm dòng máy bay mới, sau khi được thông qua thì căn cứ không quân Ellsworth tại South Dakota sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận phi đội máy bay B-21. Sau đó là căn cứ không quân Whiteman ở Missouri và căn cứ không quân Dias ở Texas. Theo không quân Mỹ cho biết, B-21 dự định sẽ có thể hoạt động vào khoảng năm 2025 và dự định sẽ mua 100 chiếc B-21 với giá khoảng 550 triệu Mỹ Kim cho mỗi chiếc. Không quân Mỹ đang trong quá trình ngừng hoạt động 17 chiếc B-1B cũ nhất để giảm số máy bay này xuống còn 45 chiếc cho đến khi các máy bay B-21 được đưa vào hoạt động. Không quân Mỹ hiện có 158 oanh tạc cơ, gồm 21 chiếc B-2, 61 chiếc B-1 và 76 chiếc B-52. Chỉ với 158 chiếc máy bay trong phi đội máy bay thả bom và không có chiếc nào dưới 21 tuổi, Không quân Mỹ đã phải trải qua nhiều khó khăn để có đủ máy bay cho các nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra các cuộc chiến lớn. Lực lượng này dự định sẽ sở hữu 225 oanh tạc cơ trong tương lai, trong đó nòng cốt là B21 và một phần là B52 được cải tiến. Cuối cùng thì các máy bay B1 và B2 sẽ dần dần bị thay thế. B-21 có thể được coi là đối thủ đáp trả mẫu anh tạc cơ tàng hình chiến lược X-20 của Trung Cộng. X-20 là oanh tạc cơ tàng hình được quân đội Trung Cộng công bố kế hoạch phát triển từ năm 2016, dự định áp dụng trong năm 2021. Truyền thông Trung Cộng cho biết X-20 có thể mang theo 45 tấn vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, và phóng được 4 hỏa tiễn hành trình tàng hình hoặc vượt âm thanh cao sự xuất hiện của x20 được cho là lý do mỹ thúc đẩy phát triển b21 rider oanh tạc cơ tàng hình thế hệ thứ năm dự định được kết hợp với những kỹ nghệ tối tân mang được nhiều vũ khí và có thể sở hữu tính tự động hóa cao khả năng tàng hình cùng dàn vũ khí hiện đại khiến cho b21 được mệnh danh là sát thủ tàng hình thế hệ mới của hoa kỳ